Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của Hồng Vlog nha. Thì video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xóa một ký tự hay là xóa một chữ hay là một vật thể bất kỳ ở trên một tấm hình. Thì ở đây mình vừa chụp một tấm hình như sau. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để xóa những cái chữ và cái logo ở trên cái bức tường này như thế nào. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn có hai cách nha. Thì đầu tiên, cách đầu tiên mình sẽ sử dụng cái ứng dụng là Snapseed. Cái là ứng dụng này, ứng dụng có tên là Snapseed. Các bạn nhớ cái tên và logo này để tải về. Ứng dụng này có cả trên Android và iOS nha. Rồi các bạn vào ứng dụng, sau đó các bạn chọn và mở tấm hình mà các bạn muốn xóa lên. Tiếp tục các bạn vào phần công cụ, chọn cho mình là phần chỉnh sửa ở đây. Các bạn dùng hai ngón tay để zoom to tấm hình ra. Và các bạn dùng ngón tay của mình kéo từ chỗ mảng tường trắng đến cái chữ nha. Có nghĩa là kéo từ mảng tường trắng nè. Đó, kéo qua, kéo từ mảng tường không có chữ đến nơi có chữ, là có nghĩa là để các bạn có thể copy cái điểm không có chữ và paste qua điểm có chữ đó. Ok. Thì các bạn tương tự các bạn làm như vậy để kéo hết những tấm hình này. Thì khi các bạn làm thì chỗ nào mà nó khó thì các bạn nên zoom to lên để các bạn làm nó dễ hơn. Khi các bạn làm zoom to thì cái độ chính xác nó sẽ cao và nó đẹp hơn nha các bạn. Còn mà khi mà các bạn để tấm hình bình thường các bạn làm nó sẽ không đẹp và nó sẽ lơm lửng hơn. Ok. Như vậy là đã mình hướng dẫn các bạn một cách nha. Còn những cái chữ khác thì các bạn sẽ tự làm ha, hoặc là các bạn xem video làm theo. Các bạn làm cẩn thận là nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Ok. Và tiếp theo ở cách thứ hai, mình hướng dẫn các bạn trên cái ứng dụng là BigArt nha các bạn. Đây cũng là một cái ứng dụng miễn phí có trên iOS và Android. Hai ứng dụng Snapseed và BigArt này đều có trên iOS và Android. À, mình có một cái mẹo nhỏ, khi các bạn sử dụng cái phần mềm BigArt này ở trên cái điện thoại iOS hoặc Android đó, vì đây là một cái ứng dụng miễn phí, nó luôn luôn có quảng cáo khi các bạn chỉnh sửa hình ảnh nha. Cho nên trước khi các bạn chỉnh sửa hình ảnh thì các bạn nên là tắt wifi hoặc là 3G đi, để khi các bạn để mà khi các bạn vào các bạn làm trong ứng dụng á thì nó sẽ không bị quảng cáo làm phiền nha. Ok. Thì bây giờ mình sẽ vào BigArt nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào dấu cộng ở đây. Chọn vào tấm hình mà mình cần làm. Sau đó các bạn chọn vào cho mình là cái phần công cụ. Tiếp tục các bạn chọn cho mình là cái phần nhân bản nè. Cái phần nhân bản các bạn để ý ở bên dưới nó có ba cái bộ công cụ đây. Mình đặt tên nó là công cụ 1, công cụ 2 và công cụ 3. Thì các bạn cũng tương tự các bạn zoom tấm hình lên để cho làm dễ hơn. Đầu tiên ở con trỏ chuột các bạn chọn công cụ 1. Các bạn chọn công cụ 1 và lấy cái tay chỉ ra bên ngoài, ngay chỗ cái mảng tường trắng nha. Sau khi các bạn chỉ ra mảng tường trắng thì cái công cụ nó sẽ chạy qua cái công cụ 2. Và lúc này các bạn chỉ cần dùng tay và kéo vào chữ. Có nghĩa là bước đầu tiên là các bạn chọn công cụ 1 để chọn cái mảng tường trắng. Bước thứ hai các bạn dùng tay để xóa cái chữ đi. Cứ tương tự như vậy, sau khi các bạn chọn mảng tường trắng rồi và các bạn dùng tay để xóa từng chữ đi, thì như vậy nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn cho các bạn xóa một cái chữ nha. Thì cách này thì nó sẽ là dễ hơn cách Snapseed ha, tại vì cách này nó đơn giản hơn nha các bạn. Thì
Thì trên đây là hai cách đơn giản để các bạn có thể xóa chữ hay là vật thể bất kỳ ở trên tấm hình nha các bạn. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn có một ngày học tập, làm việc vui vẻ nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Hồng Official nha.